Xin chào tất cả các anh em nha, video này mình xem nha, tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 100 token có cái hiệu là CFT. Một token này nó lấy trên sàn Uniswap. Đây thì để chi ăn UNI vào NT Airdrop GFE miễn phí, mọi địa chỉ chỉ có thể nhận được 100 token CFT nha các bạn. Hạn chót của chương trình Airdrop này là ngày 30/10/2020. Khi bạn gửi địa chỉ Airdrop sẽ tự động vào ngày gửi vị trí của bạn vào ngày 1/11/2020 các bạn. Để tham gia giá các bạn click phần link mô tả của mình, mở lấy cái địa chỉ với John Lin nha tất cả các bạn. Bạn nào không biết tôi với John Lin, mình sẽ để một cái video hướng dẫn tôi với John Lin cho tất cả các bạn và tặng. Và bạn nào không có phí ra TDS thì mình sẽ hỗ trợ cho tất cả, tặng cho tất cả các bạn vài một hai đồng TDS để kích hoạt ví nha tất cả các bạn, làm máy đớp nó mới về nha tất cả các bạn. Rồi các bạn copy nè. Dù các bạn ủng hộ mình hay là không ủng hộ mình cũng tặng hết nữa các bạn. Vì để cho mình, chủ yếu là mình để cho phát triển cộng đồng này đó thôi các bạn ơi. Rồi các bạn mở lên là nè. Rồi bạn bắt vào các bạn. Đây là một kèo rất là ngon các bạn, cố gắng chiến các bạn. 100 nó token này khoảng mười mấy đô. Rồi bạn gỡ đi nha các bạn. Chương trình rất là đơn giản luôn. Rồi bạn chờ mình chút các bạn, máy mình lót để cho nó tự động cập nhật cái địa chỉ mình nha các bạn. Rồi. Như vậy là chương trình mình đã góp mình đã hoàn thành nha bạn. Các bạn chỉ việc copy cái link này mình chia sẻ cho bằng bạn sàn OKS, Huobi, Binance, MetaMask và Uniswap. Các bạn một token này rất là có giá trị nha các bạn. Giá hay con này sẽ là khá là cao bao, hiện tại giá của nó không trống, không token trong UD. Vậy mình video mình kết thúc, các bạn cũng đừng quên like và đăng ký những clip tiếp theo từ mình nhé. Clip tiếp theo của mình nhé.